Các bạn đang nghe truyện trường sinh bất tử trảm yêu trừ ma trên kênh TV Audio CV. Chương 961, Thợ săn và con mồi. Quanh, 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 mãi cho đến khi toàn bộ thân thể được lớp vỏ cứng của giải yêu bị nện đến triệt để vỡ nát, nó vẫn trợn tròn mắt như cũ, dường như muốn lồi ra ngoài hốc mắt, bên trong tràn ngập cảm giác không cam lòng và oán giận. Một con đại yêu tướng trấn thủ thủy vực lại chết một cách ấm ức như thế, thậm chí, cho tới bây giờ nó cũng không biết thân phận của đối phương từ đầu tới đuôi thẩm nhi đều yên tĩnh đứng ở phần rìa của khe núi từng sợi tơ vàng nhảy nhót trên đầu ngón tay thờ ơ lạnh nhạt quan sát trò khôi hài diễn ra trong im ắng này sương máu đục ngầu trôi bồng bềnh trong nước ngay một khắc trước khi chúng nó tiếp xúc với tà áo màu đen kia đã bị chiếc nhẫn trên tay hắn thu vào đợi cho đến lúc từng sợi tơ vàng trên đầu ngón tay hắn đều bị thu hồi lại tòa trận pháp ngụy trang cũng được hóa giải đáy nước vừa rồi còn trong suốt đã sớm biến thành một mảnh tử vực đỏ sậm tựa như một cái miệng lớn chọn người mà cắn tản ra mùi tanh hôi nồng nặc không cần biết thắng bại đúng là hiện giờ thẩm nghi đã hoàn toàn có đủ tư cách giao thủ với một con đại yêu bạch ngọc kinh như vậy nhưng mỗi khi tiến vào trạng thái săn bắn dường như hắn đã biến thành một người khác không còn đau lòng xót ruột vì tổn thương của đám trấn thạch nữa càng sẽ không để cho bản thân rơi vào nguy hiểm dù là nhỏ nhất. Trong lòng chỉ còn lại hàng loạt mưu kế, tính toán được mất thiệt hơn, giống như một người thợ săn chân chính. Mà Long Cung chỉ là con mồi. Chém giết lục kỳ lý yêu phản hư cảnh, tổng thọ 170.000 năm, còn thừa 38.000 năm, hấp thu xong đám tinh binh hãng tướng này đều là nội tình cực kỳ được Long Cung coi trọng, và cái giá của kinh nghiệm phong phú chính là tuổi thọ còn lại của chúng đều ít hơn đám yêu binh bình thường nhìn qua có phần nhỏ bé không đáng kể, nhưng sau khi loại nhắc nhở này vượt qua hơn trăm cái, nó lại biến thành một con số cực kỳ kinh khủng. Thọ nguyên của yêu ma còn thừa, 3 triệu 230 000 năm thẩm nghi thu toàn bộ đám thi thể lít nha lít nhít đang trôi nổi kia vào trong nhẫn. Ngay sau đó, bốn bức tượng đá kia cũng lập tức hóa thành linh quan, bị hắn thu hồi vào mi tâm. Đến đây, thẩm nghi lại một lần nữa bấm niệm liễm tức quyết, bộ trường sam như mực nước nhẹ nhàng bay bổng cả người giống như quỷ mị trực tiếp biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại vùng thủy vực đang từ từ biến trở về vẻ trong suốt như cũ thẩm nghi ngồi xếp bằng ngay dưới đáy nước âm u không lãng phí thời gian hắn vừa ngưng tụ yêu ma bản nguyên tái tạo hồn phách của giải yêu vừa đưa thần hồn thẩm thấu vào trong nhẫn bắt đầu phân loại cho hơn trăm con tinh binh hãng tướng của thủy tộc kia dựa vào tin tức do kha thập tam cung cấp hắn đã đại khái hiểu được tình hình thế lực của long cung rồi trên thực tế đám đại yêu tướng dẫn đầu nhóm binh tướng như vậy đều do mấy chi thủy tộc cùng chung tay xây dựng thành bọn chúng muốn dùng thứ này để đi tranh thủ địa vị ở trong nước loại tình huống như vậy lại vừa vặn cung cấp sự thuận tiện cho thẩm nghi dù sao thì hắn cũng có thể chân chính tập hợp lực lượng toàn tộc của chúng nó trên ý nghĩa vật lý trên trăm con yêu binh này được tạo thành từ nhóm cường giả thuộc ba đại tộc dưới nước sau khi phân loại đơn giản lại trừ đi một vài chủng ngư yêu có số lượng quá mức thưa thớt thực lực yếu kém chỉ có mặt để góp cho đủ số nên xác suất lớn là không thể gia tăng đến cấp độ đạo trụ tuyệt phẩm được thẩm nghi đã nhanh chóng đắp nặng ra bốn bức trấn thạch theo lý mà nói bức trấn thạch đột phá thẳng một đường từ phản hư lên bạch ngọc kinh như ô túng vốn rất thua thiệt bởi xét cho cùng để hoàn thành được quá trình này thẩm nghi đã phải cưỡng ép tăng lên phẩm cấp yêu hồn của đối phương mà cưỡng ép thì khẳng định là phải hao phí càng nhiều yêu ma bản nguyên hơn bình thường vấn đề là sổ sách cũng không phải tính như vậy hiện giờ thứ thẩm nghi thiếu nhất chính là thời gian và nhân thủ, hắn nhất định phải cố gắng hết sức kiếm được càng nhiều thọ nguyên của yêu ma càng tốt, trước khi Long Cung bên kia kịp phản ứng. Trọng vẹn 117 viên yêu ma bản nguyên đã bị tiêu hao hết. Thọ nguyên của yêu ma còn thừa, 1 triệu 790 000 năm trả giá lớn như vậy để đổi lấy đồ vật cực kỳ xa xỉ. Đó là bốn bức trấn thạch, bao gồm giải yêu đại tướng và con xà yêu ba đầu trong tiên nhân động lúc trước, vừa lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau lưng hắn hai con đại yêu vừa được cưỡng ép ngưng tụ ra kia mặc dù tu vi cũng là bạch ngọc kinh nhưng xem khí tức của chúng nó lại có vẻ hơi yếu kém hơn một chút hiển nhiên là chỉ đạt đến cấp bậc một thành nhưng điều này cũng khá bình thường bởi xét cho cùng không phải chi thủy tộc nào cũng có được thực lực mạnh mẽ do một con long tôn độc lập đi giúp đỡ ủng hộ giống như kim văn quy nhưng cũng không sao cả dù sao thì thẩm nghi cũng chỉ dùng chúng nó một lần này mà thôi chờ sau khi ra ngoài chúng nó sẽ được hưởng đãi ngộ là lớp đầy đạo cung. Ý niệm tới đây, thẩm nghi lập tức thu chúng nó vào trong mi tâm, lại một lần nữa lấy ra ngọc giản nhang hiền thanh đưa cho lúc trước. Một món khai vị không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Kỳ thật, mục đích khiến thẩm nghi đặc biệt đi đến nơi này vốn rất đơn giản, hắn muốn mượn cơ hội không dễ có được này, để làm một lần hành động, trực tiếp đi hết con đường phản hư. Tác ra thoang, bên trong thủy vực âm u, có ba con đại yêu đang sóng vai đi tới, bỗng nhiên có một con hít thật sâu một hơi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía đám binh tướng mặt ngư lân giáp hoa Mỹ kia, mở miệng nói, ta cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, chúng ta vẫn nên mau chóng quay về đất phong đi. Con yêu ma có bộ dáng như sư tử, lông tóc như rắn bên cạnh không tỏ thái độ gì, chỉ nhếch khóe miệng. Ba đứa bọn chúng đều là đại yêu tướng Bạch Ngọc Kinh, có lẽ trong đội ngũ thủy tộc từng vây kính vân tiêu các lúc trước, chúng nó bị xếp vào hàng yếu kém nhất, nhưng xét về thực lực, tầm mắt, thậm chí là lòng can đảm và sáng suốt, người ta đều không thể tìm ra một chút sai sót gì trên người chúng. Nhưng cũng phải xem là đang so sánh với ai. Đã sớm nghe nói đến uy danh của Tô Hồng Tụ Thiên Kiếm Tông, nhưng sau khi chân chính trông thấy nàng xuất thủ, dù chúng yêu thủy tộc đã sớm tránh né, cố gắng hết sức để tránh gây nên tổn thất quá nặng, nhưng đến khi trở lại thủy vực quen thuộc này, cả đám vẫn không thể nào quên được đạo kiếm quan sát bén kia khó mà tưởng tượng nổi nếu thật sự bị đánh trúng một đòn đến cùng là sẽ có bao nhiêu đại yêu có thể phòng ngự được nghe đồn đây còn không phải là trạng thái toàn thịnh của nàng ba con đại yêu liếc mắt nhìn nhau tất cả đều nhìn thấy vẻ sợ hãi vẫn còn sót lại trên mặt đối phương nếu ở thời điểm nữ nhân kia có dáng vẻ trẻ con chỉ sợ ngay cả tiểu tứ gia cũng rất khó thoát được tính mệnh dưới kiếm của nàng có lẽ ngũ vương gia đủ sức đánh một trận với đối phương nhưng cũng chỉ là đánh một trận mà thôi bọn chúng đều là đại tướng của nam long cung dù trong lòng hơi nghiêng về phía kha sư lương thì cũng khó mà dối lòng nói rằng đối phương có thể thắng được tô hồng tụ cho nên bị kiếm quan của nữ nhân kia chấn nhiếp cũng không coi là chuyện mất mặt gì trong lòng bọn chúng chỉ cảm thấy khá là quái dị mà thôi ngẫm lại mới thấy dường như mấy vị đạo tử của tiên tông kia đã mơ hồ có xu thế muốn vượt qua thế hệ trẻ tuổi của nam long cung rồi thậm chí cả long tử thế hệ trước như ngũ vương gia lúc đối phó với những thiên kiêu này cũng lộ ra vẻ miễn cưỡng khó làm nếu đám tộc nhân cấp bậc bạch ngọc kinh không thể sánh bằng nam hồng thất tử thì địa vị của nam long cung hiện tại đang được xây toàn bộ trên người vị nam long vương kia đúng là bốn vị vương gia có tuổi tác hơi cao hơn một chút kia đã có đủ thực lực để sánh ngang với hợp đạo cảnh nhưng so với nhóm tông chủ tiên tông bên đối địch lại có phần hơi non hơn một chút mà số lượng cũng ít hơn đối phương hai người chỉ có nam long vương là chắc chắn không thua bất cứ một vị tông chủ hợp đạo cảnh nào thậm chí còn có thể lấy một địch hai cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Nam Long Vương và Tây Long Cung lại chính là giao tình sinh tử. Chính vì thế mà suốt 10 vạn năm qua, bọn họ có thể áp chế được Nam Hồng Thất Tử phải co rút bên trong hợp đạo bảo địa, trực tiếp nắm giữ quyền lên tiếng trên bảy phần mảnh đất Nam Hồng này. Nhưng dù sao, Long Vương cũng sẽ đến lúc hoàn toàn già đi, sau khi nó vẫn lạc, Thực lực Nam cung sẽ giảm mạnh, đồng thời mối quan hệ thân mật khăng khít với Tây cung bên kia cũng sẽ theo thời gian mà dần dần nhạt nhòa xuống. Trong khi bảo địa của Tiên Tông lại có thể truyền thừa từ đời này sang đời khác, gần như sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu Tứ gia vốn là người nổi bật trong nhóm Long Tôn, lại bị Tô Hồng tụ đè ép một đầu, ngay chi tiết nhỏ nhặt này cũng có thể chứng minh được xu hướng suy tàn rõ rệt của Nam Long cung. Những chuyện này còn chưa tới phiên chúng ta lo lắng con yêu ma có thân hình cao lớn nhất xua tay cắt ngang dòng suy nghĩ của hai con yêu đang trầm mặt bên cạnh. tuy trong nhóm đạo tử bên kia có tô hồng tụ nhưng cũng có loại mặt hàng chỉ biết so đo miệng lưỡi như tên bạch vu kia. thêm nữa các vị long tôn còn chưa chân chính tiếp nhận long vương dạy bảo, ai mạnh ai yếu còn khó mà nói được. có lẽ chúng ta đã bị một kiếm kia làm cho kinh sợ mới nghĩ vẫn vơ như thế. một con đại yêu khác có phần cảm khái cười cười. trên thực tế tu sĩ mở ra ba tòa đại thành đã coi là cường giả đỉnh cấp dưới hợp đạo rồi và chỉ có lát đác chừng ba bốn vị long tôn là đủ sức chống lại đối phương thôi huống chi căn cứ vào tin tức bọn chúng nắm được trước mắt thì rất có thể trong tay đối phương không chỉ có một kiện hồng mông thiên binh đã trở lại trong nước rồi còn sợ cái rắm á cuối cùng con đại yêu kia lắc đầu cất bước đi về phía trước vừa đi vừa mở miệng trấn an hai tên đồng bọn của mình đại nạn không chết tất có hậu phúc chuyện xảy ra hôm nay cũng là ngũ vương gia ẩn nhẫn nhất thời, mới giúp chúng nó nhặt về được một cái mạng, nhưng khẳng định là trong lòng vương gia vẫn còn lửa giận thiêu đốt, nếu không nó đâu có trực tiếp dẫn binh trở về Long Cung như vậy, cho nên đám đại tướng thủ hạ như chúng nó vẫn nên mau chóng chạy về đất phong mình trấn thủ, chớ gây ra hỗn loạn gì, cũng đừng nên tìm phiền toái ở loại thời điểm mấu chốt này sẽ tốt hơn. Một con sông dài chạy thẳng tắp dưới đáy biển, có vẻ âm trầm bất người. Giữa những bước chân chỉnh tề của đám yêu binh, từng bộ từng bộ ngư lân giáp hoa mỹ không ngừng phát ra tiếng vang rầm rầm. Trong rã hơn 300 con, thủy yêu có tu vi thấp nhất trong nhóm này cũng tiếp cận phản hư hậu kỳ rồi, nhưng cả đám đều thuần thục bày ra binh trận, thận trọng tiến lên, dù là phía trước, đằng sau, bên trái hay bên phải đều có thám tử chuyên môn quan sát bốn phía. Dường như bên trên vừa truyền đến một giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe được. Thẩm nghi trầm tĩnh nhìn chầm chầm xuống đáy sông, có cảm giác bộ y phục màu đen trên người hắn cùng với khe núi hẹp dài âm u xung quanh đã dung hòa vào cùng một chỗ với nhau hắn đưa mắt nhìn miếng ngọc giảng trên lòng bàn tay đôi mắt trong suốt dần dần lóe lên vài phần ngoan lệ không phải lần nào cũng có thể bắt được cơ hội đám thủy yêu kia dừng chân chỉnh đốn húng chi nơi đây còn có ba con đại yêu bạch ngọc kinh kết bạn mà đi bọn chúng không phải là những con lợn ngu ngốc đợi hắn đến làm thịt muốn lặng yên không một tiếng động ăn sạch đám binh tướng long cung này gần như là chuyện không thể bởi vì kiểu gì bọn chúng cũng sẽ truyền ra tin tức sau khi kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu phát hiện vẫn không có cơ hội tốt hơn cuối cùng thẩm nghi đã lựa chọn sẽ chậm rãi đi ra từ trong bóng tối đã như vậy thì cố mà ăn trào 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 phát hiện tình huống khác thường vốn không cần ra mệnh lệnh toàn bộ nhóm yêu binh đã đồng thời bày ra trận địa sẵn sàng nên đón quân địch đồng thời đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai phía trước sau bên trong khe núi dường như cảm nhận được điều gì cả đám lập tức cắt gao nhìn chằm chằm vào vùng bóng tối phía trên kia thần sắc đại biến ba con đại yêu bạch ngọc kinh cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên sau khi chú ý tới bóng dáng mặc áo đen đang cúi đầu nhìn xuống bí mắt chúng hơi nhúc nhích trong nháy mắt đã cầm lấy binh khí trong tay yêu khí hùng hậu xông lên tận trời một khi xuất thủ chính là sát chiêu dường như muốn quấy toàn bộ mảnh thủy vực này lên, tạo ra một dòng xoáy khổng lồ, nhưng lại có cảm giác đòn công kích của chúng chính là một con trường long há miệng gầm thét, hung hăng dết thẳng vào trong hẻm núi kia. Quanh, tiếng gầm gừ vừa mới vang lên lại tắt nghẹn, phản phất như trường long đã bị thế lực nào đó bóp chặt lấy cổ họng rồi. Ngay cả dòng xoáy làm lòng người sợ hãi vừa mới manh nha xuất hiện, đã nhanh chóng suy yếu, mãi cho đến khi toàn bộ mảnh thủy vực trở về với bình tĩnh như thường. Tại khoảnh khắc ấy, bóng dáng với chiều cao không đồng nhất đang đứng bên trong màn nước đen kịt phía trước hẻm núi kia, đã chậm rãi bước tới, trọn vẹn bày ra bảy cái bóng người, theo khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng, ai ai cũng có thể thấy rõ biểu cảm hờ hững tới cực điểm bên trên. "Ôi, ôi, ba con đại yêu bạch ngọc kinh phản ứng cực nhanh, vội vàng đứng lại cùng nhau, con nào con nấy đều cầm chắc binh khí trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh." Sau khi bảy bóng dáng kia dần dần tới gần, bọn chúng lập tức có cảm giác phía sau lưng mình phát lạnh ngay cả phần chui của binh khí trong lòng bàn tay cũng trở nên ướt nhẹp cả rồi cũng không phải do tâm tính của ba con đại yêu này quá kém bởi nói khó nghe một chút thì ngay cả yêu quân dưới trướng ngũ vương gia cũng chỉ có sáu vị đại yêu bạch ngọc kinh mà thôi ai ngờ thế lực của đối phương còn kinh cũng hơn một vị vương gia long cung rốt cuộc là từ khi nào bên trong vùng đất nam hồng này lại xuất hiện một thế lực thủy tộc lớn đến vậy mà nam long cung lại hoàn toàn không hay biết chờ đến lúc vất vả lắm mới ổn định được nỗi lòng đồng thời cũng thấy rõ những gương mặt quen thuộc kia ba con đại yêu lại càng sợ hãi chúng sợ đến mức bàn tay trực tiếp mất đi kiểm soát mà không ngừng run rẩy có lẽ người bên ngoài rất khó để tưởng tượng cảm xúc đang trào dâng trong lòng chúng nó ở thời điểm này hoặc là nói đơn giản hơn một chút đó là khi nhìn thấy thật nhiều đồng bạn từng cùng nhau uống rượu hàng huyên lại mang theo gương mặt không cảm xúc thậm chí là đằng đằng sát khí đi về phía mình, rốt cuộc đó là loại trải nghiệm gì, chỉ biết rằng trải nghiệm này cực kỳ tồi tệ, thậm chí còn khiến chúng nó nảy sinh ý nghĩ Long cung đang muốn thanh toán đám người mình. Tất cả phân tán, tự mình rút lui khỏi nơi đây. Đưa tin tức đến Long cung. Đến cuối cùng, vẫn là con đại yêu mặt như sư tử xanh, tóc dài như rắn kia cố gắng kiềm chế cõi lòng nổi sóng, để phát hiện ra điểm không đúng trên người những tên đồng bạn này bởi vì dưới bề ngoài sinh động như thật của bọn chúng, lại mang theo khí tức không phải vật sống cực kỳ rõ ràng. Ngay sau đó, hành động đầu tiên của con đại yêu này chính là lấy ốc biển đưa tin ra, nhưng rất nhanh, nó lại phát hiện tin tức đã bị một tầng cấm chế vô hình nào đó ngăn cản rồi. Nó chợt quát to một tiếng rồi lập tức phóng người lên, nhưng bóng người vừa mới lướt lên kia lại trong nháy mắt đã bị mấy bức trấn thạch ở phía đối diện vừa đồng thời nhảy tới, trực tiếp bao vây. Ôi! Nhóm binh Tướng còn lại cũng phản ứng cực nhanh, cả đám tách nhau ra, muốn thoát ra khỏi khe núi hẹp này. Hơn 300 bóng người đồng thời bay tới, giống như bầy cá túa ra, khiến người bên ngoài nhìn mà hoa cả mắt. Huống chi bọn chúng cũng không phải là cá. Nếu không gia nhập vào yêu quân của Long cung, khi đi ra bên ngoài, mỗi một con đại yêu ở nơi này đều là yêu ma tiếng tâm lừng lẫy. Vào khoảnh khắc ấy, nhìn như đội hình của chúng đã bị tình huống bất ngờ kia xáo trộn cả rồi thì thực cả đám lại âm thầm phối hợp có độ với nhau, chỉ vì bảo vệ những con thủy tộc có tốc độ chạy nhanh nhất kia, chỉ nhằm một mục đích đưa chúng ra bên ngoài khe núi, thậm chí ngay cả lộ tuyến bỏ chạy trối chết cũng không xung đột chút nào. Càng kinh khủng hơn, đó là trước khi làm ra những hành động này, bọn chúng lại không cần đi trao đổi bàn bạc với nhau. Vào khoảnh khắc ấy, phía trên hẻm núi dài hẹp kia lại có một cái đầu lâu chậm rãi xuất hiện, che khuất cả bầu trời, với cặp sừng hưu trên đỉnh đầu, với bộ râu bay phấp phới, một đôi mắt lóe ra hung quang và thân thể như ẩn như hiện phủ đầy vảy xanh lóng lánh. Chỉ thấy một đôi vút rồng vừa lặng lẽ chụp xuống khu vực biên giới của hẻm núi kia. Con thanh long này vừa chăm chú quan sát phía dưới, đã lập tức mở ra cái miệng to như chậu máu có những chiếc răng nanh lấp lóe hàng quang cùng với cái lưỡi nhọn màu đỏ tươi ở khoảng giữa, hung hăng bật ra một tiếng gào thét điên cuồng gần như đã hóa thành thực chất, rống. Rống. Rống đám yêu ma vốn đang xông lên phía trước lập tức bị tiếng gầm này hất bay ngược trở về không hiểu sao phía trên ngư lân giáp lại có thêm vài vết thương thậm chí dùng mắt thường cũng có thể trông thấy quá trình chúng dần dần hóa thành cho bụi da thịt và lân xác bị phá tan thành mảnh nhỏ nhanh chóng bị bóc tách khỏi đống xương cốt trắng héo trên người giờ phút này bầy yêu phía sau cũng bị ép phải một lần nữa rơi xuống phía dưới cả người đều kinh hãi đến khó chịu chỉ biết tế ra yêu lực toàn thân đi chống cự với luồng uy áp nọ nhưng vẫn phải liên tục lùi bước thậm chí còn bị khí tức hùng hồn kia trấn áp trên mặt đất, thanh long toái tinh. Chỉ một thương, trấn 300 yêu, thanh long ngẩng đầu, chỉ thấy thanh niên mặc áo đen đang cầm thương đứng lơ lửng giữa hư ảnh sừng rồng, đôi con ngươi màu tím dạt vào. Ở ngay giữa vùng thủy vực này, hắn trực tiếp dùng mũi thương sắc bén vẽ ra một khoảng cách khủng bố khiến người ta tuyệt vọng tựa như có bôn ba cả đời cũng khó có thể vượt qua được. Ở phía sau khúc eo sông dài hẹp, đột nhiên lại vang lên tiếng nổ vang trời đất rung núi đồi chỉ thấy một con cự quy màu vàng kim nặng nề giống như một dãy núi, đạp tứ chi xuống đất, mang theo thanh thế cuồn cuộn lao đến. Ngay bên dưới thân hình dọa người kia là vô số những con yêu ma mang theo yêu thân vô cùng cường hãn đến mức đếm không hết nổi, trực tiếp bị đạp nát, phục. Phục, con đại yêu bạch ngọc kinh thứ 8 xuất hiện, khiến đám yêu ma này hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng rồi. Trên bảng giao diện, thọ nguyên của yêu ma bắt đầu tăng vọt, thẩm nghi lại trầm mặt quét mắt nhìn ra xung quanh. Dường như tòa đại trận hắn bố trí trước đó cũng không thể hoàn toàn ngăn cản những tin tức được mấy con ốc biển kia truyền ra. Ý niệm tới đây, hắn tùy ý thu hồi thanh trường thương, thân hình trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Thẩm Nghi đi theo phía sau Ô Tuấn, những nơi hắn đi qua, hàng loạt tứ chi, chân cục tay đứt la liệt dưới đất đều bị thu cả vào trong nhẫn. Động tác nhanh một chút. Thẩm Nghi khẽ gật đầu, lại chuyên tâm phân loại từng bộ thi thể ở ngay trước mặt những con yêu ma còn lại sau đó dùng động tác vô cùng quen thuộc bắt đầu cải tạo yêu hồn ngưng tụ trấn trạch ba con đại yêu bên kia phối hợp không chê vào đâu được chúng đã dùng thứ này để bù đắp phần thực lực không đủ của mình dù phải đồng thời đối phó với bảy bức trấn thạch cũng có thể kiên trì tới hiện tại vẫn còn chưa tắt thở so sánh với đối phương những bức trấn thạch của thẩm nghi vốn không được hắn thiết kế cho một kế hoạch hay thế trận rõ ràng lại giống như một đám loạn quân được tập hợp từ những cá thể rời rạc mỗi người một việc thỉnh thoảng còn có thể làm bị thương người một nhà. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên ba con đại yêu cảm nhận được luồng khí tức Bạch Ngọc Kinh thứ 9 vừa mới hiển lộ, chỉ một tháng chốc, chúng nó đã kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy trong tầm mắt lại có thêm một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, nhưng cảnh giới khí tức tràn lan trên người đối phương lại mang đến cho chúng nó cảm giác hải hùng khiếp vía, đồng thời cũng xen lẫn với cảm giác hoang mang, vớ vẫn đến nực cười khó có thể nói rõ ra. Bởi vì trước đó, dù chúng nó đã tận tâm tận lực đi bồi dưỡng, nhưng đám tinh binh hãng tướng này đều không thể đột phá đến bạch ngọc kinh vậy mà chỉ thoáng một cái gần như ngay sau khi chúng nó rơi vào trong bàn tay của thanh niên mặc áo màu đen trước mắt lại có thể dùng tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng nổi dễ dàng hoàn thành việc này nhưng rất nhanh cảm xúc phức tạp trong cõi lòng đã hóa thành nỗi sợ hãi nồng đậm đến mức làm người ta hít thở không thông tà tu tà tu chúng ta phải bẩm báo chuyện này lên hồng trạch thượng tiên để các ngài loại trừ tên ma đầu thiên lý bất dung ngươi. Tiếng gào thét thê lương không ngừng quanh quẩn bên trong hạp cốc. Ban đầu phải lấy ít địch nhiều đã cực kỳ vất vả, hiện giờ ba con đại yêu lại thoáng giật mình kinh hãi, chưa kể là tầng phòng bị tâm lý vừa trực tiếp sụp đổ khi chứng kiến cảnh tượng vượt ngoài sức phán đoán kia, nên chỉ trong nháy mắt, chúng đã bị đám đại yêu trấn thạch tìm được cơ hội đột phá. Chừng mấy hơi thở ngắn ngủi sau, cả ba con lần lượt bị đánh tan rồi theo thứ tự mà mất mạng, trong nháy mắt khi những lời nhắc nhở trên giao diện ùng ùng bay lên, thẩm nghi đã thu hồi toàn bộ đám trấn thạch vào mi tâm của mình, sau đó nhanh chóng ngưng tụ ra từng viên yêu ma bản nguyên, tất cả chúng đều được dùng để tụ hợp yêu hồn. Thậm chí cả thời gian để khoanh chân điều chỉnh hắn cũng không muốn lãng phí, đã nhanh chóng chạy về khu vực tiếp theo được ghi chép bên trong ngọc giảng. Làm gì có tà tu và ma đầu, chỉ có một vị thực khách đã đói bụng đến kêu vang mà thôi hắn nhất định phải tận lực kiếm thêm mấy món ngon trước khi đám đại yêu hợp đạo cảnh của long cung kịp phản ứng tứ long tôn cung từng chiếc chén lưu ly tinh xảo tản ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt khiến cả tòa đại điện phồn hoa sáng rực lên như ba ngày tùy ý lựa chọn một đồ vật được dùng để trang trí ở nơi này mang ra bên ngoài cũng là bảo vật có giá trị liên thành ai mà chẳng biết một con xích long không thể lên làm long vương vì vậy để buộc chặt trái tim của kha lão tứ nam long cung đã trực tiếp bồi thường cho nó rất nhiều ví dụ như cung điện xa hoa hơn các long tôn khác, lại cộng thêm các loại thiên tài địa bảo chỉ long tử mới có thể hưởng dụng được, thậm chí bọn chúng còn cho nó nắm lấy binh quyền tương đương với long tử, đó là trực tiếp giao năm đại tướng Bạch Ngọc Kinh có thực lực phi phàm cho nó dẫn dắt. Dưới đại ngộ phong phú như vậy, yêu cầu duy nhất của Kha Lão Tứ là để nó cai quản vùng thủy vực phụ cận Nam Hồng Thất Tử, nếu có tin tức biến cố gì, nó sẽ quay về bẩm báo long cung trước tiên. Đợi cho năm tháng trôi qua, nó sẽ trở thành một con đại yêu có thể sánh ngang với hợp đạo cảnh sẽ chịu trách nhiệm giữ nhà hộ viện cho nam long cung mà giờ khắc này bên trong tòa cung điện ấy lại là một mảnh trống rỗng chỉ còn lại hai bóng người đang nâng chén đối ẩm với nhau mùi rượu nồng đậm tỏa ra hiển nhiên thứ rượu này vốn không phải phàm vật đổi lại là ngày thường hai con đại yêu này ngay cả yêu tướng bạch ngọc kinh vốn được tiểu tứ gia coi trọng nhất cũng khó mà hưởng thụ loại quỳnh tương bất phàm như thế càng không nói đến chuyện uống đến no bụng uống đến thần trí mơ màng như hiện nay đúng là yêu cầu của long cung đối với tiểu tứ gia rất thấp nhưng yêu cầu duy nhất này lại bị đối phương phạm phải rồi từ thời khắc kha lão tứ che giấu tin tiểu thập tam đã chết là ván bài này nó tuyệt đối không thể thua nhưng đến hiện tại mọi chuyện lại biến thành cục diện như thế này khiến nó chỉ có thể mang theo gia quyến cùng với rất nhiều binh tướng tiến về phía long cung dùng cái giá phải trả là giao ra binh quyền khẩn cầu Long Vương tha thứ. Có phải đã hết đường cứu vãn hay không? Con trùng yêu cao lớn hai mắt say lờ đờ mông lung, chậm rãi buông chén xuống, trong con ngươi hiện lên một tia ngoan lệ, chúng ta cứ ngồi ở đây trông coi đống vật chết này thì có tác dụng gì? Nếu Long Vương không muốn khai ân, chẳng phải tiền đồ đã hết, tính mệnh cực kỳ đáng lo sao, cũng chưa chắc. Tuy con đại yêu kia cũng có chút men say, nhưng rõ ràng là nó vẫn còn giữ được một chút lý trí cơ bản nhất chỉ thấy nó lắc đầu, đột nhiên hạ giọng nói, tin tức kia là tiểu thất gia truyền đến, mà tiểu thất gia đã chết trong tay tô hồng tụ thiên kiếm tông, coi như việc này vẫn còn có thể cứu vãn được. Tiểu tứ gia nhất định sẽ thử đi chọc giận mấy vị vương gia, sau đó đổ hết trách nhiệm lên nam nhân hồng thất tử. Đợi đến lúc ấy, hai người chúng ta phải giết nhiều một chút, giết nhiều hơn chút, tốt nhất là có thể chém đủ thủ cấp của ngàn đệ tử tiên tông. Đến lúc ấy, sẽ có cơ hội. Sang bằng Nam Dương Bảo Địa con đại yêu này dùng sức nắm chặt tay, giống như đang tự trấn an chính mình, càng nói âm giọng thô ráp kia lại càng thêm kiên định. Về phần hiện tại, chúng ta cứ say một trận, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chờ tin tức của tiểu tứ gia là được. Một trận say mềm, trùng yêu cao lớn lắc lắc đầu, nhìn bảo tọa bằng bạch ngọc trước điện, sau đó bật cười ngây ngô, hình như ta say rồi. Bởi vì nó vừa nhìn thấy một thanh niên với khuôn mặt túng tú, mặc bộ y phục màu đen nhẹ nhàng bay lượn chập chờn, đang ngồi lên chiếc bảo tạo trắng nõn kia, dùng ánh mắt bình tĩnh đánh giá chén rượu lưu ly trong tay. Hắn hơi lắc lư phần rượu trong đó lại lập tức nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cạch! Thanh âm rất nhỏ vang lên trong tòa đại điện tĩnh lặng nghe giống như hồi dạo đầu của khúc nhạc bất thường, thậm chí còn trực tiếp dẫn tới từng hồi bước chân uy nghiêm tiếp nối thành cả đoạn nhạc đệm dài dăng dẳng. Một con đại yêu khác đang đờ đẫn chăm chú nhìn ra ngoài điện. Chỉ thấy trước mắt là một đám bóng người đông đảo, đối phương đang không nhanh không chậm bước vào trong điện toàn thân nhuốm máu hệt như vừa mới giết từ trong núi thay biển máu đi ra khí tức trên người chúng nhanh chóng lan tràn ra xung quanh khiến cả tòa đại điện đều rung rẩy một sáu mười hai mười tám tròn mười tám bóng dáng lặng lẽ đứng phía trước hai con yêu ma ô tuấn cúi người đưa tay giành lấy ly rượu trong tay chúng nó sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa cho một bức trấn thạch khác nhẹ giọng nói tất kỹ đi đây đều là đồ của chủ nhân đấy chớ có làm hỏng lời còn chưa dứt bàn tay của ô tuấn đã đặt lên đầu con trùng yêu kia hung hãn đập đầu nó lên chiếc bàn đá bàn đá vỡ tan cả tòa đại điện cũng chìm xuống dưới sau đó nó cúi người một lần nữa nhấc cái đầu của con trùng yêu kia lên tiến đến bên tai đối phương nhẹ giọng hỏi ngươi vừa mới nói ngươi muốn sang bằng cái gì hả trong đại điện long cung lạnh lẽo trùng yêu bị ô tuấn hung hãn nắm chặt đầu, ngũ quan đờ đẫn, chỉ có khóe mắt hơi co rút lại, lẩm bẩm nói, ôi, ôi, dường như cảm giác say sưa lúc trước đã mất đi hơn phân nữa, nhưng nó vẫn không dám hoàn toàn tỉnh táo lại. Thân là đại tướng được nể trọng nhất dưới trướng Kha Lão Tứ, thậm chí thực lực của nó còn cao hơn ba con yêu bên trong tiên nhân động lúc trước, nói là hộ vệ bên cạnh Long Tôn hay phòng tuyến cuối cùng cũng không quá đáng. Vậy mà giờ phút này, trùng yêu chỉ có thể kinh ngạc sửng sờ nhìn mấy bóng dáng đang bao vây bốn phía. Trong nhóm kia có không ít đại yêu lúc trước còn cùng nó vây kính vân tiêu cát, mà bây giờ, bọn chúng lại dùng những đôi mắt hờ hững lẳng lặng nhìn chầm chầm vào nó, thậm chí hàng đống huyết tương hãy còn vướng vít trên thân thể chúng nó vẫn đang không ngừng tản ra khí tức nồng đậm của thủy tộc. Thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi là trước khi đám đại yêu này bước vào long tôn cung điện, đến cùng là trên tay chúng nó đã dính bao nhiêu tính mạng của thủy tộc rồi. Các ngươi, trùng yêu vừa mới mở miệng lại bị ô tuấn mặt không chút thay đổi dùng bàn tay siết chặt cổ thực lực của hai người sàn sàn như nhau nhưng dưới ánh nhìn hung tợn của mười mấy con ngươi kia ngay cả một chút tâm tư phản kháng trùng yêu cũng không dám có gương mặt nó đỏ lên theo bản năng làm ra một vài động tác giải dụa rất nhỏ sau đó ôm theo nỗi sợ hãi phủ kín trong lòng nó đưa ánh mắt nhìn về phía bóng người mặc áo đen đang ngồi trên bảo tọa kia ý tứ xin tha tràn ra khỏi hốc mắt nó không ngu nên chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra, đến cùng là thế trận này do ai định đoạt. Dù khuôn mặt người trẻ tuổi kia xa lạ tới cực điểm, dù trùng yêu lục loại ký ức trong đầu mình kỹ càng tới cỡ nào, cũng không tìm ra thân phận của đối phương. Nhưng một tồn tại có thể điều động nhiều yêu ma như vậy đi cùng mình, thì chẳng cần biết đối phương là ai, nó vẫn có thể suy đoán ra địa vị của thanh niên mặc áo đen này sẽ kinh khủng tới mà mất người khác nghe mà sợ vỡ mật. Muốn sống, chỉ có thể làm cho đối phương gật đầu mọi chuyện đều dễ thương lượng, bọn chúng chính là đại yêu Bạch Ngọc Kinh, dù đưa mắt nhìn khắp hồng trạch này, cũng là cường giả hiếm có. Chỉ cần không phải là sinh tử đại thù, hoặc là người điên, thì chẳng kẻ nào tình nguyện đi lãng phí một dạng trợ lực như thế. Chẳng biết từ lúc nào Thẩm Nghi đã đứng dậy, lấy một phong thư từ trên bảo tọa xuống, cẩn thận xem xét chữ viết phía trên. Một lát sau, hắn hơi ngước mắt nhìn lên, đầu ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vung tới. Động tác hời hợt như thế, không ngờ lại mang đến cho người ta cảm giác nó hữu dụng hơn bất cứ một tờ pháp chỉ nào ý nghĩa của động tác này cũng khá là công khai đơn giản chỉ thuần túy là trực tiếp tuyên phán số phận của hai con đại yêu trước mắt này thôi ô tuấn thu hồi ánh mắt trưng cầu ý kiến sau đó cúi đầu xuống nhìn con trùng yêu trong lòng bàn tay năm ngón tay bỗng phát lực kim văn theo cổ tay lan tràn đến đầu ngón tay hai tiếng phập phập vang lên chúng đã trực tiếp xuyên qua cổ đối phương sau đó điên cuồng thăm dò vào trong cơ thể của nó. Ách! Ách! Trùng yêu dồn sức bắt lấy cánh tay ô tuấn, yêu lực lập tức bắn ra, làm cho cổ tay của đối phương nứt vỡ, bắt được một chút mảnh vụn. Nhưng sắc mặt con kim văn quy yêu nọ vẫn không thay đổi, nó chỉ chăm chú bóp chặt lấy cổ họng trùng yêu, cố gắng áp chế âm thanh nứt nở trong cổ họng nó xuống. Cảnh tượng yên tĩnh quỷ dị này đã làm cho cả tòa đại điện đều trở nên lạnh lẽo. Trống. Đến đây, Rốt cuộc con đại yêu đang ngồi đối diện kia cũng lấy hết dũng khí, ầm ầm chống người đứng dậy, dự tính sẽ hiển lộ ra yêu thân liều mạng chiến đấu với đám người này. Nhưng thân thể nó còn chưa triệt để đứng thẳng, bảy, tám cánh tay đã hung hãn vươn tới, bắt lấy các khớp nối trên người nó, cưỡng ép đè con đại yêu này phải quỳ rạp xuống đất, quanh, trong nháy mắt khi đầu gối của nó tiếp xúc với cái nền gạch ngọc bên dưới, và đại điện lại kịch liệt lay động, hệt như đang muốn trực tiếp sụp đổ xuống trọn vẹn 18 con yêu ma có khí tức bạch ngọc kinh hung hăng bao phủ hai bóng dáng khác. Dưới áp lực do các loại thiên phú thần thông tạo ra, hai vị hãn tướng dưới trướng Long Tôn cũng giống như những chú gà con không đủ sức để chống cự, xương cốt vỡ nát từng khúc, mặt mũi nhuốm máu, hai mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt, gương mặt biến thành dữ tợn xen lẫn với tuyệt vọng, chắc rắc. Ô Tuấn vặn gãy cổ con trùng yêu, nhìn bóng dáng cao lớn kia như bùng nhão từ trong ngực trượt xuống, mang theo thi thể ấm áp triệt để sụi lơ trên mặt đất nó tùy ý xoa xoa phần cổ tay lại lập tức mang theo từng bức đại yêu trấn thạch có dung mạo dữ tợn chỉnh tề xoay người lại trên mặt lộ vẽ kính sợ thật sâu hai tay ôm quyền không lưng hành lễ với tu sĩ trẻ tuổi phía trên đại điện kia mặc dù không một ai lên tiếng toàn bộ gian đại điện là một mảnh trống trải yên tĩnh nhưng trên thân thể bằng đá của bọn chúng lại loang lỗ màu đỏ tươi cùng với mùi máu tươi nồng đậm đến mức làm cho người ta không thể hiểu nổi tất cả những điều này vẫn mang đến cho khung cảnh xung quanh có chút đáng sợ đến không thể nói rõ ra một bộ áo đen khẽ lay động thẩm nghi nhắm mắt cảm nhận luồng khí tức còn lưu lại trên tờ giấy viết thư trong thư người viết trước đó đã cố gắng lưu lại khí tức dấu hiệu của mình và luồng khí tức ấy mang theo hương vị danh môn chính tông cực kỳ rõ ràng dựa theo lẽ thường đừng nói là một dấu hiệu khí tức ngay cả khi đối phương chân chính ra mặt đứng ở trước người cũng chưa chắc thẩm nghi đã có thể nhận ra được dù sao thì đối với nam hồng thất tử hắn cũng chẳng hiểu biết được bao nhiêu nhưng một chuyện trùng hợp đã xảy ra bởi vì hắn thật sự nhận biết đạo khí tức này lúc trước khi vừa rời khỏi nam dương bảo địa hắn từng trông thấy sáu tấm đạo bài bằng đá kia khí tức trên đạo bài thuộc về thiên kiếm tông trong đó giống như đúc với luồng khí tức bên trên tờ giấy viết thư này không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Mũi tên ngầm lúc trước vẫn luôn khiến thẩm nghi băn khoăn không thôi, rốt cục giờ phút này cũng có một mũi để lộ ra hình dáng. Khuôn mặt tuấn tú của hắn như mặt giếng cổ không gợn sóng, chẳng để lộ ra chút cảm xúc gì, phản phất như cõi lòng bên trong cũng bình tĩnh như vậy. Đi thôi. Thẩm nghi mở mắt, khẽ gật đầu. Ngay lập tức 18 bóng dáng cấp tốc rút khỏi đại điện, lấy tốc độ mắt thường khó có thể thấy được mà nhanh chóng phân tán ra mãi cho đến khi khoảng cách đủ xa khí tức mới ầm ầm khuếch tán hành động này cũng không phải là hắn đột nhiên phát điên lên muốn làm cho long cung chú ý mà là lúc trước trong quá trình săn bắn bởi vì thời gian có hạn nên càng săn đến mấy con yêu ma đằng sau thì khoảng cách giữa hắn và vùng đất phong của đám đại yêu bạch ngọc kinh này lại càng gần dù ra tay cực kỳ quyết đoán thì đám sinh linh trong vùng thủy vực mênh mông này vốn nhiều vô số kể kiểu gì tin tức cũng bị truyền ra bên ngoài thôi ngay cả với thủ đoạn cao siêu có thể mang theo đám trấn thạch bên người như thẩm nghi thì tám đại yêu tướng bạch ngọc kinh hắn cũng chỉ có thể chém được bảy con mà thôi vẫn để cho một con chạy thoát không biết long cung sẽ làm ra phản ứng gì nhưng hành động phân tán lực chú ý của chúng nó luôn không sai trong mắt thẩm nghi hiện lên một chút ngoan lệ hắn quay người bước vào chỗ sâu bên trong cung điện long tôn đi một chuyến này hắn không chỉ muốn cưỡng chế ăn sạch còn muốn cưỡng chế cầm đi hơn nữa đến cuối cùng còn muốn mang những vật này trở về dù sao kha lão tứ cũng là long tôn cùng cấp bậc với long tử nên những thứ nó đang cất giữ hoàn toàn có thể sánh ngang với một tòa bảo khố vương gia quy mô nhỏ thẩm nghi lấy thanh trường thương ra thanh long toái tinh thương hung hãn đánh tới hắn muốn dùng phương thức cực kỳ thô bạo để xé rách cả tòa long tôn điện ngay sau đó, những cây cột gỗ cao lớn kèm theo vô số ngọn đèn lưu ly cùng nhau nổ nát vụn ở trong mạch nước ngầm. Các loại kỳ trân dị bảo hiển lộ chân dung. Thẩm nghi tiện tay vung tới, giống như gió cuốn mây tan, trực tiếp thu hàng loạt món bảo vật vào trong nhẫn. Không thể không nói, món pháp bảo tốt nhất do Nam Dương Tông để lại cho hắn chính là chiếc nhẫn ngọc tông chủ này, không gian mênh mông trong đó đã mang đến khá nhiều thuận tiện cho hắn. Làm xong tất cả những thứ này, thẩm nghi nhúng người nhảy lên, lưu quan thoát ra, đã hóa thành một thanh ô quan phi kiếm ngang nhiên, vững vàng rơi xuống dưới chân, sau đó cả người cả kiếm cùng lao vút lên trên thủy vực. Chỗ sâu nhất bên trong thủy vực Nam Hồng, có những đá xanh trơn nhẵn được đắp cao lên, phía trên còn có hàng đống thủy thảo như chen chút mây. So với những tòa đại điện được tạo thành từ bạch ngọc kia, nơi này đã vô cùng cũ kỹ, hiện đầy dấu vết của năm tháng. Nơi này là Nam Long Cung. Bên trong có một con hoàng sát độc lông với huyết mạch tinh thuần nhất đang chiếm cứ, nghe đồn thời điểm nó nhảy ra khỏi mặt nước, ngay cả tiên thụ cũng sẽ khô héo theo. Giờ phút này, bên trong tòa đại điện gạch xanh ấy, ngũ vương gia Kha Sư Lương đang cung kính đứng đó, cẩn thận miêu tả lại những gì nó vừa trải qua trên đoạn đường này, cùng với các loại suy đoán của nó về phản ứng của tiên tông. Ở bên cạnh, Kha Lão Tứ đang dẫn theo một đám gia quyến quỳ rạp xuống đất, dùng y phục hết sức che đậy đi lớp vẫy rồng màu đỏ sậm của mình rồi lại cúi cái đầu thật sâu xuống đất không ngờ tồn tại có thể khiến hai người bọn chúng trở nên khiêm tốn như vậy lại không phải vật sống nó chỉ là một bức tượng hoàng long to lớn đang cuộn mình trên tường mà thôi bức tượng này không hép tinh xảo ngược lại phần chạm trổ còn cực kỳ thô ráp giống như dùng lợi trảo tùy ý cắt ra vậy nhưng một bức tượng đá thô ráp như vậy lại mang theo bá khí vô biên khiến cho người ta không dám ngẩng đầu trước mặt nó bên dưới phần bụng rồng kia có một cái cửa hang sâu không thấy đáy chỉ cần kẻ nào có ý đồ muốn nhìn vào bên trong một cái sẽ có loại cảnh tượng khủng bố đủ để làm tâm thần người ta sụp đổ trực tiếp tập tiếp lên não hải phụ vương nhi thần không còn gì để nói thêm nữa kha sư lương nói đến miệng đắng lưỡi khô nhưng bên trong cửa động âm u bên dưới vẫn không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại tựa như bên trong vốn không có vật sống tồn tại nhưng có cảm giác kha sư lương đã sớm quen với tình huống này rồi nên trên mặt không để lộ ra bất cứ dị sắc gì không một ai sẽ vì chuyện này mà đi hoài nghi có phải trước đó phụ hoàng đã ngã xuống rồi chỉ đơn thuần là một con đại yêu có thể sánh ngang với tu sĩ hợp đạo cảnh một vị chúa tể của nam hồng thủy vực nếu nó ngã xuống khẳng định là toàn bộ sinh linh của nam hồng này đều có thể cảm ứng được nhi thần cáo lui kha sư lương chậm rãi lui ra ngoài trước khi đi nó còn thuận tiện liếc mắt nhìn kha lão tứ bên cạnh một cái hiện giờ hãng tướng dưới trướng kha lão tứ đã tổn thất quá nữa với tình huống hiện giờ lại muốn phụ vương khai ân, phái thêm mấy vị trợ lực, để nó tiếp tục nắm giữ vùng thủy vực phụ cận Nam Hồng thất tử, cũng không chỉ đơn thuần dập đầu nhận sai là có thể làm được. Đổi thành mấy con long tôn có tư cách kế thừa Nam Long cung khác, nói không chừng vẫn còn cơ hội làm lại một lần nữa, nhưng con giả chủng này, chật chật. Kha Sư Lương cất bước đi xa, nó đã nói với phụ vương về chuyện mở tiệc chiêu đãi Nam Hồng thất tử, hiện giờ, việc cần phải làm chính là nhìn chằm chằm vào khí tức của đạo huyết phù kia. Tiểu thập Tam là nhi tử của nó, tuy tu vi thấp kém nhưng thiên tư cực cao, thậm chí đứa nhi tử này còn có thể kim tu cả linh pháp của nhân tộc, thành tựu ngày sau chắc chắn bất phàm, nói không chừng còn có cơ hội để người làm phụ thân như nó được thơm lây, ai ngờ lại chết vô ích như vậy, phụ vương tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến được. Chỉ cần không cho Nam Hồng Thất tử bên kia có cơ hội vận dụng thủ đoạn gì đó để triệt tiêu mất đạo huyết phù kia thì có chứng cớ này, nam hồng thất tử chắc chắn phải trả cái giá cực kỳ đắt đỏ ý niệm tới đây kha sư lương lại cẩn thận cảm nhận sự tồn tại của huyết phù một lát sau bỗng nhiên mí mắt nó khẽ giật giật hai cái bên trong đôi mắt rồng vốn lấp lóe tinh quang lại dần dần hiện ra mấy phần kinh nghi bất định người mang theo huyết phù kia lại dám đi ra hơn nữa còn ở cách vùng thủy vực không xa thật to gan kha sư lương nằm mơ cũng không nghĩ tới tình huống này nó vừa mới dẫn quân đi bao vây vân tiêu cát vậy mà người của tiên tông bên kia lại được đằng chân lân đằng đầu dám đuổi theo tới đây nó trực tiếp lấy ốc biển ra không chút do dự đã gọi sáu tên thủ hạ đại tướng bạch ngọc kinh của mình tới gầm nhẹ nói bảo vệ nam hồng cho bản vương ta muốn bọn chúng chấp cánh cũng khó thoát bọn chúng thực sự coi nam hồng này là hậu hoa viên nhà mình muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao lần này đừng nói là mấy đạo tử ngay cả một vị tông chủ nào đó đích thân đến, chỉ sợ cũng không dám buông lời ngang ngược kiểu này. Nhưng ngay sau đó, vẻ kinh nghi bất định vừa hiện lên trong đáy mắt của Kha Sư Lương đã dần dần hóa thành một vệt sợ hãi. Bởi vì phía bên kia ốc biển vẫn một mực yên tĩnh không tiếng động, hệt như đã rơi thẳng xuống tử vực mất rồi. Không ngờ vào thời khắc này, sáu tên đại yêu tướng Bạch Ngọc Kinh luôn là thủ hạ đáng tin cậy nhất của nó, lại không một ai đáp lại. Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng bên trong cũng vang lên giọng nói hốt hoảng vương gia chúng phản rồi tất cả đều phản rồi nói kỹ càng từng câu từng chữ với bổn vương mặc dù thân ở nam long cung nhưng kha sư lương vẫn cảm nhận được một chút lạnh lẽo trong lòng sau đó vô thức tăng thêm âm giọng đợi cho đến khi con đại yêu bên kia hốt hoảng giải thích rõ ràng mọi chuyện chỉ nghe răng rắc một tiếng kha sư lương đã vô thức bóp chặt con ốc biển trong tay thành một đống bột miệng rồi thậm chí sắc mặt của nó lại biến thành một mảnh trắng bệch đến cùng cực nghĩa là đám thủ hạ dưới trướng của nó đã tập kết lại sau đó đang hung hăng tàn sát một nhóm thủ hạ dưới trướng khác của nó lời nói có phần gượng gạo không thuận miệng này đã khiến kha sư lương ngây dại so với kha lão tứ xúc động lỗ mãn chẳng có lý do gì đột ngột hại chết ba tên đại tướng bạch ngọc kinh dưới trướng thì nó trong khi bản thân không hề hay biết đã chấp tay tặng năm tên yêu tướng bạch ngọc kinh cho địch nhân rồi nếu cứ kéo dài như vậy để một bên gia tăng một bên sụt giảm thì không cần biết địch nhân có bao nhiêu nội tình chỉ cần biết đến 10 tồn tại Bạch Ngọc Kinh trợ lực thôi, đó cũng là một lực lượng không thể coi thường ngay cả đối với toàn bộ Nam Long Cung rồi. Mà thậm chí đến cuối cùng ngay cả tồn tại suối dục bọn chúng làm phản là ai, nó cũng không biết, Kha Sư Lương chậm rãi ngừng bước, nhìn về phía tòa Long Điện gạch xanh sau lưng, bỗng nhiên nhịp hô hấp trở nên dồn dập hơn rất nhiều, tiểu tứ đã đúng, chuyện này nhất định là tiên tông làm, cũng nhất định phải là tiên tông làm, giờ phút này, ngay bên trong Nam Hồng Thủy Vực, 18 luồng khí tức hùng hậu ngút trời đã tản ra khắp nơi, sau đó từ các phương hướng khác nhau lao ra phía ngoài. Thủy vực Đối với đại yêu có tu vi như vậy, trăm ngàn trượng chỉ tương đương với cách xa một bước, dù vậy, rõ ràng là một bức trấn thạch đại yêu Bạch Ngọc Kinh nào đó đã đưa mắt nhìn mặt nước chỉ còn gần mình trong gan tất rồi, nhưng vẫn bị ép phải dừng bước. Chỉ thấy giờ phút này, thân hình nó cứng đờ tại chỗ, đôi tay rắn chắc đủ để khuấy cho long trời lỡ đất lại đang điên cuồng rung rẩy không phải vì sợ hãi mà vì nó đang toàn lực chống cự lại ánh mắt mới đột nhiên bao phủ lên mình. Ngay trong mạch nước ngầm ở cách đó không xa, có một tồn tại đầu đội mũ miệng có chuỗi ngọc, cao chừng chính trượng, hai vai dày rộng như núi, chậm rãi bước đi thong thả. Chỉ thấy nó đang mặc một bộ hoa bào, bên trên có theo hình hoàng sát độc long dữ tợn. Hình vẽ này rất sống động, lại cực kỳ tương xứng với khuôn mặt bình tĩnh phía dưới cái mũ miệng có chuỗi ngọc kia. Cái miệng rồng của nó khẽ nhếch, tựa như muốn nói một điều gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh chính vì nó đã nhìn ra bức trấn thạch đại yêu bạch ngọc kinh này không thích hợp đột nhiên con rồng già mặt hoa phục ấy lại không có tâm tư để hỏi chuyện nữa vì thế nó mới nhẹ nhàng giơ cánh tay lên ngón tay khô héo mang theo móng vuốt sắc bén tùy ý điểm tới thái tử dù đã được yêu ma bản nguyên ban ân nhưng bức trấn thạch này vẫn theo bản năng hô lên thân phận của đối phương hả dường như thái tử của nam long cung hoàn toàn không ngờ được thứ này lại có thể mở miệng nói chuyện như thế thậm chí còn có vẻ nhận ra mình nó nhíu mày đáng tiếc là đầu ngón tay đã điểm xuống không còn kịp nữa rồi trong chốc lát bộ yêu ma trấn thạch vốn cao lớn cường tráng kia bỗng nhiên để lộ ra khuôn mặt dữ tợn nhưng không có lấy một chút phản kháng nào đã hóa thành đá vụn rắc rắc những hòn đá nhỏ văng ra khắp nơi kia đã bắt đầu lăn theo sóng nữa lại bị thái tử nam long cung tùy ý cầm lấy một hòn trong lòng bàn tay cái gọi là linh khôi kia không cần biết dùng thủ đoạn gì để chế tạo đều chắc chắn sẽ có liên hệ với chủ nhân đây cũng là nguyên nhân vì sao từ đầu tới cuối nó đều không có lấy một chút hoang mang nào nhưng một lát sau thái tử nam long cung lại nhẹ nhàng nhíu mày đưa mắt nhìn khối đá bình thường không có gì lạ kia phía trên không có bất cứ trận phù nào càng không có khí tức của kỳ trân dị bão nào chỉ có một chút mùi máu thủy tộc nhàn nhạt nó thoáng suy nghĩ một chút bỗng nhiên một vòng bạch quang xuất hiện bao phủ trong lòng bàn tay trùng lấy khối đá vụn nọ đúng vào lúc này bỗng nhiên thái tử nam long cung hít sâu một hơi đây là lần đầu tiên sắc mặt nó phát sinh biến hóa chỉ thấy hòn đá vụn kia hóa thành một đống bột phấn sau đó bị sóng nước tách ra mà chẳng biết từ lúc nào trong lòng bàn tay của nó đã biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ nhìn qua có chút dọa người một vật chết sau khi hoàn toàn sụp đổ lại có thể nắm giữ thực lực đủ để làm bị thương nó ư càng ly kỳ hơn đó là với tầm mắt của nó lại không thể nhận ra nổi rốt cuộc bộ linh khôi này được điều khiển bằng loại thủ đoạn gì chẳng lẽ là thế lực bên ngoài nam hồng quấy phá a à, thái tử nam long cung ngước mắt nhìn lên mặt nước ban đầu chỉ đơn giản là nó nhận được tin tức từ một tên đại tướng dưới trướng tha sư lương nên thuận tiện đi ra ngoài dạo chơi một chút không ngờ lại thật sự gặp được chút chuyện thú vị đây rốt cuộc là vị tu sĩ nào đang cười đùa với nam long cung nó ngẩng đầu cái đầu rồng lạnh lẽo kia chậm rãi nhất môi để lộ ra hàm răng rồng sắc bén có màu trắng như tuyết hành động này lại càng tăng thêm ba phần hung thần ác sát cho khí chất quý giá khó tả kia không cần biết là ai bản vương sẽ cho ngươi biết chuyện này tuyệt đối không buồn cười nương theo tiếng nói thái tử nam long cung tùy ý nắm tay lại chờ đến lúc mở ra vết thương trong lòng bàn tay đã khôi phục lại như lúc ban đầu đây chính là thực lực có thể sánh ngang với đại yêu hợp đạo cảnh cũng là nội tình khủng bố của chủ nhân nam hồng đời tiếp theo suy thi thể của hai con đại yêu bạch ngọc kinh vừa mới ngã xuống vẫn còn ấm nóng đã hóa thành huyết hà tụ hợp vào mi tâm của thẩm nghi bộ y phục màu đen khẽ bay bay hai luồng linh quang lướt về phía trước để lộ ra thân hình cường tráng cao lớn dưới sự bảo vệ của hai bức tượng đá, Thẩm Nghi chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía vết tích màu đỏ tươi trong lòng bàn tay, bên trên có linh quang đang lưu chuyển. Dù đã lật tìm toàn bộ nội dung bên trong viên bảo châu được Tần Tông chủ lưu lại, cũng không thể tìm ra thủ đoạn có thể triệt để làm tan biến đạo huyết phù này. Có lẽ đối với tu sĩ Tiên Tông, nếu đã dám giết Long Duệ thì cũng không có gì cần phải che giấu. Nhưng Thẩm Nghi vẫn tìm được một môn tiểu quyết có thể chuyển dời khí tức của đạo huyết phù này đến nơi khác, rồi dựa vào đó để mê hoặc long cung. Về phần cái giá phải trả, cũng chỉ đơn giản là trăm ngàn năm thọ nguyên của yêu ma mà thôi. Thẩm nghi ngước mắt nhìn về phía trước. Dù với tâm tính hiện giờ của hắn, khi đối mặt với tình huống kia, nhịp hô hấp cũng không nhịn được mà trở nên dồn dập. Vốn dĩ hai lần ra tay trước, thẩm nghi đã thuận tay làm thịt hơn 400 con tinh binh hãng tướng của Long Cung. Sau đó, vào thời điểm hắn đuổi giết mấy con đại yêu tướng Bạch Ngọc Kinh khác, lại vừa vặn gặp được bọn chúng đang triệu tập cao thủ đứng đầu các tộc đi tới nghị sự, mặc dù mấy con này cống hiến thọ nguyên không nhiều bằng giết yêu binh, nhưng lại càng thuận tiện để ngưng tụ trấn thạch hơn đám yêu binh nọ. Chỉ có điều, làm như vậy đã gây ra động tĩnh quá lớn, ngược lại đã khiến hai con đại yêu khoan thai tới muộn này nhận được tin tức, từ đó vội vàng chia làm hai đường, một mình chạy trốn. Thẩm nghi cưỡng ép chém giết một con trong đó, cuối cùng đã đuổi tới một vùng thủy vực làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu này. Cũng may, được đám đông thủy tộc Trấn Thạch nhắc nhở, hắn mới biết đó là đất phong thuộc về Thái tử Nam Long Cung, đến đây cuộc đi săn chỉ đành phải từ bỏ. Nhưng ngay cả khi hắn đã thu tay lại, thì thu hoạch sau chuyến đi săn lần này cũng hoàn toàn xứng đáng với mức độ mạo hiểm. Thọ nguyên của yêu ma còn thừa, 8 triệu 180 ngàn năm. Có thể ngưng luyện, hơn nữa, đây còn là con số dư lại sau khi hắn hao phí hơn 4 triệu năm thọ nguyên, ngưng tụ ra tròn 13 bức trấn thạch. Thẩm Nghi đoán chừng, một đoạn thời gian rất dài sau đó, hắn sẽ không phải phát sầu vì tuổi thọ nữa. Phù. Hắn ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía mặt nước. Loại chuyện như thả trấn thạch ra để hấp dẫn tầm mắt của Long cung này, mặc dù trong lòng cũng có chút đáng tiếc, nhưng tổn thất mấy bức trấn thạch vẫn tốt hơn tự mình đắp vào bây giờ chỉ cần xem chúng có thể trở về bao nhiêu thôi thời gian chậm rãi trôi qua từng luồng lưu quang liên tiếp rơi xuống đất sau đó tràn vào bên trong mi tâm của thẩm nghi dường như tình hình còn tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều chỉ có một bức trấn thạch ngã xuống mà thôi vấn đề là thực lực của bức trấn thạch kia có thể sánh ngang với tu sĩ bạch ngọc kinh đã mở ra hai thành liên tiếp thế mà cả yêu hồn cũng không thể trốn thoát hẳn là đối phương đã xúc động cự phách hợp đạo cảnh rồi Vừa rồi tâm trạng của thẩm nghi còn đang sao động nhưng hiện tại đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Ở trước mặt tồn tại chân chính cai quản vùng thủy bộ này, ngay cả tu sĩ Bạch Ngọc Kinh cũng lộ ra vẻ yếu ớt không chịu nổi như vậy. Huống chi, hắn còn chưa thể leo lên Bạch Ngọc Kinh, nghĩ đến đây, thẩm nghi nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ trong nháy mắt vô lượng yêu hoàng cung đã che kín màn trời, biển mây đỏ tươi lại quay cuồng trong bóng đêm đen kịt trực tiếp biến dãy núi vô ngần ở phía xa vùng thủy vực này thành màu đỏ sậm. Mấy con tiên yêu đứng lặng trong biển mây, từng cây cột trụ thô to xuất hiện, bên trên hiện đầy những đường yêu văn dữ tợn, khí tức hung sát nồng đậm trút xuống phía dưới. Thẩm nghi từng cho rằng ba tầng đạo cung phản hư viên mãn sẽ khiến mình đau đầu không thôi. Dù sao thì hắn cũng rất muốn nhìn xem, đến cùng là một đạo cầu vòng thuần túy được tạo thành từ tử khí có thể ẩn chứa điều huyền diệu gì hay không. Vì vậy, dưới điều kiện cho phép, nếu có thể dùng toàn bộ đạo trụ tuyệt phẩm đi xây dựng đạo cung, đương nhiên sẽ là tốt nhất. Nhưng Nam Hồng nào có nhiều yêu ma sánh ngang với Bạch Ngọc Kinh như vậy để giết, ngay cả bản thân thẩm nghi cũng không ngờ Long Cung sẽ đưa tới một phần quà tặng phong phú như thế, cộng thêm mấy bức trấn thạch trước đó, vậy là hiện tại hắn đã có tròn 19 cây đạo trụ tuyệt phẩm rồi, cũng đến lúc nên hưởng dụng những món quà này. Ngay tại khoảnh khắc thẩm nghi đang đứng lơ lửng giữa trời, dường như đám đông trấn thạch bên trong mi tâm của hắn đã cảm ứng được điều gì, nhưng chúng hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi hay lưu luyến nào, ngược lại đều dưới bản năng dẫn dắt, cả đám tranh nhau muốn bước lên tòa vô lượng yêu hoàng cung kia. Quanh! 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 Như tiếng sấm nổ truyền đến, từng cây trụ lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, chống đỡ cả tòa đại điện càng ngày càng thêm cao ngất kia, dường như bên trong có cuồng phong dâng lên, khiến cho đám mây đỏ nọ bị cuốn ngược lại, tiếng gầm gừ của hung thú vang lên không dứt bên tai bóng dáng màu đỏ tươi trên tấm bồ đoàn chậm rãi đứng dậy lại lập tức bay lên trên không trực tiếp rời khỏi vô lượng yêu hoàng cung trắc 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 tòa đại điện mới tinh thuận thế mà lên gần như muốn xông phá tầng mây phía chân trời rõ ràng là thẩm nghi vừa đột phá phản hư tầng 10, thế như chẻ tre có thể xưng là viên mãn nhưng xung quanh lại không có tiên nhạc lượng lờ phía đông cũng không có tử khí sinh ra chỉ đơn giản vì động tác của thẩm nghi còn chưa ngừng lại trong nháy mắt sau đó lại sáu cây đạo trụ tuyệt phẩm tráng kiện giống như vừa rồi đột ngột mọc lên hắn đã nói phải một hơi đi hết con đường phản hư này đợi cho đến khi lớp da đá phía trên đạo trụ bong ra từng mảng luồng tử khí thứ nhất mới khoan thai tới chậm độ hùng hậu vượt xa chín tầng trước khiến cho người ta như mộng như say tử khí đã đến chính là lời thông báo rõ ràng nhất cho thấy rốt cuộc thẩm nghi đã vượt qua huyền khánh, bước lên một con đường càng rộng rãi hơn. Theo thời gian trôi qua, luồng tử khí thứ hai, thứ ba cũng bay tới. Có cảm giác cả tòa vô lượng yêu hoàng cung đã hóa thành một bậc thềm dài, nối thẳng tới thiên địa, đi thẳng tới cõi niết bàn ở đằng sau mây xanh. Bậc thềm nọ được vô số thi hài chồng chất kép lại mà thành, với lần lượt từng khuôn mặt yêu ma dữ tận đáng sợ không ngừng phát ra những tiếng rít thê lương. Phản hư đại viên mãn, tầng thứ 12, chỉ trong chớp mắt, thiên địa ngập tràn ánh sáng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Thẩm nghi nhắm mắt lại, hơi gian hai tay ra, thần hồn lập tức thoát khỏi cơ thể, thấm vào bên trong bóng người màu đỏ tươi kia, sau đó nhẹ nhàng vung phất trần, đứng ở phía trước tầng thứ nhất yêu hoàng cung. Đó là tầng đạo cung duy nhất không có hồng mông tử khí. Ngay khi thẩm nghi điều khiển bóng người màu đỏ tươi ấy, không vội không chậm đặt chân đến tầng thứ hai, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ vì sao lại vậy bởi vì cảm giác bỏng rát kịch liệt bắt đầu từ mũi chân đánh tới tựa như muốn đốt cháy toàn bộ thân hình này ngay tại khoảnh khắc hắn theo bản năng lui ra phía sau nửa bước một lần nữa trở lại tầng thứ nhất bỗng nhiên vô lượng yêu hoàng cung dưới chân lại hóa thành một đạo cầu vòng do tử khí thuần túy hội tụ mà thành và tầng đạo cung duy nhất không được ban tặng kia chính là nơi đặt chân cho người ở phía trước cầu vòng tạm thời dừng lại nghỉ ngơi thẩm nghi cảm nhận được đầu ngón chân bị bỏng nhìn thân thể màu đỏ tươi của mình vừa bị ăn mòn trực tiếp hóa thành chất lỏng giống như huyết tương nhỏ xuống phía dưới hắn chợt rơi vào trầm tư lại lập tức lật xem nội dung viên bảo châu bên trong thần hồn thức hải tìm ra một quyển sách cổ có liên quan đến chuyện leo lên bạch ngọc kinh cái gọi là năm thành cũng đúng là năm kiếp sinh lão bệnh tử khổ thân thể lột xác bước lên tiên lộ mà bước đầu tiên này lại trùng hợp là sinh kiếp cũng là bước dễ dàng nhất xét cho cùng dù là yêu ma tai họa hay là tu sĩ nhân tộc ngay cả tồn tại từ trong tảng đá nhảy ra cũng đã trải qua sinh kiếp rồi nhưng mọi chuyện lại luôn có ngoại lệ thẩm nghi chậm rãi siết chặt năm ngón tay đột nhiên hắn nhớ tới một việc đó là đối với phương thiên địa này hắn chính là một kẻ ngoại lai thật hiển nhiên theo những gì kiếp số thiên địa này cảm nhận được thì tên tiểu sai dịch của Bách Vân huyện lúc trước và vị tu sĩ sắp leo lên Bạch Ngọc Kinh bây giờ vốn không phải là một người. Nói cách khác, hắn là người không sinh. Ta, thẩm nghi rũ mắt nhìn chầm chầm vào bắp chân màu đỏ tươi đã không còn trọn vẹn, dường như đang muốn giải thích điều gì đó, nhưng sau nháy mắt trầm ngâm, hắn chỉ bật cười và một lần nữa nhìn thẳng vào vùng đất sau mây, dùng giọng điệu vừa lặng lẽ phát sinh một chút biến hóa, ẩn chứa một tia hung ác nhà nhạt, con mẹ nó ta một đường dắt thẳng tới đây, đương nhiên là đã tồn tại rồi, nếu như vậy cũng không được tính là sinh kiếp, thì cái gì mới gọi là sinh kiếp? Vì sao nhất định phải để? Thiên địa định nghĩa cái gì gọi là sinh kiếp, tiểu gia hôm nay sẽ phải trèo lên cầu vòng này của ngươi, không có chuyện nhẫn nhịn, nghĩ đến đây, hắn chợt ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, giống như lúc đi từ Bách Vân huyện đến Thanh Châu, rồi đến Đại Càng, cuối cùng rời khỏi Nam Dương Bảo Địa, đến bây giờ sắp bước lên trời, không có bất cứ khác biệt nào cả hắn lại khập khiển đạp lên đạo cầu vòng với tử khí dạt vào kia. Thiên kiếm tông, nam hồng thất tử. Tỉ muội tô gia tiếp đại khách quý bảo hoa tông xong, bà lão nọ đã tạm thời ở lại thanh nguyệt tông nói chuyện phím với cơ tông chủ, ngược lại bảo hoa tiên tử chủ động đi theo hai người, nhưng tâm tư rõ ràng không nằm tại thiên kiếm tông. Bởi vì cả đám đệ tử thân truyền đi ngang qua gật đầu lấy lòng lẫn những đệ tử bình thường nghỉ chân đứng ngó, đều bị nàng trực tiếp bỏ qua. Suốt từ đầu đến giờ, Nàng vẫn luôn trầm tư vắt óc suy nghĩ, không biết nên làm như thế nào mới có thể tìm được một cơ hội chuồn ra bên ngoài. "Ngươi cùng Bảo Hoa tiên tử đi dạo một vòng đi." Hiển nhiên là Tô Hồng tụ đã nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ này, mới tùy ý nhắc nhở muội muội một câu. Hiện giờ, khu vực xung quanh Nam Hồng Thất Tử cũng không được tính là an bình, nếu tùy tiện rời đi, rất dễ xảy ra hỗn loạn gì đó, tình huống ấy rất dễ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Nam Hồng Thất Tử và Bảo Hoa tông. "Ta hiểu rồi." Tô Ngữ Thường gật đầu. Chỉ cần không liên quan đến chuyện đấu pháp, không để tỷ tỷ gặp phải rủi ro thì trên phương diện sự vụ của tông môn, đối phương vẫn là một vị thiên kiếm đạo tử đặc biệt đáng tin cậy. Tỷ muốn trở về bế quan sao? Tô Ngữ Thường không nhịn được lại hỏi thêm một câu. Ta cần đi làm chút chuyện. Tô Hồng tụ thu hồi độ công trên khóe môi, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng nhìn về một hướng khác, rồi không nói thêm gì nữa, nàng trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc nào cũng như vậy, cái gì cũng không chịu nói cho ta. Tô Ngữ thường thở dài nhưng cũng không quá để ý, bởi đây đâu phải lần đầu, dứt lời, nàng trực tiếp ôm lấy phần cổ thon dài của Bảo Hoa tiên tử, lên tiếng dò hỏi: "Mau nói cho ta biết, rốt cuộc là ngươi muốn chạy đi đâu? Có thể dùng danh xưng tiên tử nổi tiếng khắp hồng trạch, dù thực lực có thể không xứng đáng cho lắm, nhưng khuôn mặt của nàng lại tuyệt đối là số 1, số 2." Huống chi nơi đây còn có hai vị đồng thời được xếp vào hàng tiên tử, động tác của bọn họ lại thân mật như thế, nhìn chẳng giống dáng vẻ cao cao tại thượng của trước kia thân là tu sĩ phẩm tính kiên trì chịu được tịch mịch vốn được xếp lên hàng đầu nếu không làm sao bọn họ có chịu đựng được những khổ tu có thể kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm nhưng lòng thích cái đẹp thì ai cũng có chẳng trách rất nhiều đệ tử thiên kiếm tông đã mơ hồ có chút mất kiểm soát rồi dường như cả lão tử thiên vương tới cũng không hấp dẫn được ánh mắt của bọn họ ngao đúng vào lúc này một tiếng kiếm ngân chói tai vang tận mây xanh gần như đã xé rách màn nhĩ của mọi người, khiến vẻ mặt bọn họ đại biến, đồng loạt nhìn về hướng đó. Thậm chí người có tu vi khá thấp đã mất đi khống chế, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, hốt hoảng bịt hai lỗ tai lại, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Tỷ tỷ Tô ngữ thường vốn đã quá quen thuộc với luồng khí tức này, mới theo bản năng kinh hô một tiếng, ngay cả bảo hoa tiên tử vốn đang miên man suy nghĩ cũng không khỏi kinh ngạc ngước mắt nhìn qua. Kỳ thật không cần thiên kiếm tiên tử lên tiếng nhắc nhở cái gì, bởi vì ngay sau đó, tiếng nói quen thuộc kia đã nương theo kiếm ngân vang vọng nọ, trực tiếp lướt qua hư không rồi. Lưu Hưng Sơn, ra ngoài luyện một chút. Trong giọng nói của Tô Hồng Tụ có mang theo vài phần mệt mỏi và lười biếng, cùng với một tia ngạo khí của kẻ bề trên có thể vênh mặt hất hàm sai khiến người khác mà không để lại cho đối phương có một chút khoảng trống nào để chối từ. Nếu có người tới gần chỗ đó là có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay tại thời điểm vừa rồi, trong tiếng kiếm ngân kia, màn sáng huyền diệu nọ đã bị phân thành hai, ngay cả toàn bộ đại trận đều lật úp gần nữa để lộ ra chân dung đang ẩn giấu bên trong đó phía trên những ngọn núi cao vần quanh vừa có thêm một vết kiếm thật sâu thậm chí còn có cảm giác nó trực tiếp lan tràn đến phía cuối tầm mắt nửa màn sáng còn lại vẫn còn văng vẳng tiếng hít thở nặng nề không biết đã qua bao lâu mới nghe thấy một tiếng gào thét đầy già nua phẫn nộ ngươi đúng là đồ ngu ngốc không kính già yêu trẻ lại phát thần kinh cái gì nữa vậy lão phu đâu có treo chọc gì ngươi bên ngoài màn sáng cũng không biết từ lúc nào bộ trường sam tô hồng tụ đa mặt trên người đã hóa thành một bộ áo bào màu đỏ máu trên gương mặt hơi có mấy phần phong vận thành thục kia cũng mang theo vẻ lạnh lẽo sắc bén như huyền băng mặt mày như vẽ lại lạnh đến dọa người năm ngón tay nàng tùy ý đặt lên trên chui kiếm chui bảo kiếm ô ngọc kia hơi chút xuống khiến người ta hoàn toàn nhìn không ra vết kiếm vừa rồi thiếu chút nữa đã chém cho tòa động phủ trưởng lão này vỡ nát vốn bắt nguồn từ nó ta từng nói ngươi treo chọc ta sao Cô Hồng Tụ hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên vài phần, nói, hôm nay ta chỉ muốn luyện tập với ngươi một chút mà thôi, không hơn. Trong lúc nói chuyện, sau lưng hai tòa thành Long Hán và Xích Minh như ẩn như hiện trong màn trời kia, đã có thêm một tòa đại thành thứ ba, tên là Thượng Hoàng xuất hiện. Đám đệ tử và các trưởng lão xung quanh đều không phải người mù, vào khoảnh khắc ấy, ngay cả thở mạnh một cái, bọn họ cũng không dám. Nếu đây chỉ là buổi luyện tập đơn thuần, hiển nhiên là không cần mở ra tòa thành thứ ba. Dù sao đối với đạo tử, bất cứ vật gì có thể lấy ra từ bên trong tòa thành thứ ba này cũng là một bí mật cần phải nghiêm ngặt giữ vững, bởi vì nó có liên quan mật thiết đến thời điểm nàng bị Long Cung chặn giết, có thể giành lấy một phần sinh cơ cho mình hay không. Nói cách khác, nếu đã mở ra cửa thành thứ ba, có nghĩa là muốn giết người rồi. Mà hiển nhiên Lưu Hưng Sơn trưởng lão đang ở trong quần sáng kia vẫn còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, vì vậy đến tận bây giờ cả vẫn chưa chịu bước ra gặp mặt, cho nên. Đây rốt cuộc là làm sao vậy, Lưu trưởng lão, dừng tay. Trong Thiên Kiếm Tông, mấy bóng người vội vàng lướt ngang qua khung trời, mỗi một vị đều mang theo uy thế kinh người chí cực. Tám đại trưởng lão, ít nhất cũng là tu sĩ Bạch Ngọc Kinh đã mở hai thành, hai vị đứng đầu càng đạt đến trình độ tương đương với Lưu Hưng Sơn, có thực lực mở ra tòa thượng hoàng đại thành thứ ba. Cường giả như vậy đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi bởi vậy trên thế gian này cũng chỉ còn lại một số tình huống cực kỳ ít ỏi có thể tác động đến tâm thần của bọn họ. Nhưng đạo tử và trưởng lão tông môn gà nhà đá nhau lại hoàn toàn có thể tính là một trong số đó. Ta Bên trong quần sáng, thiếu chút nữa Lưu Hưng Sơn đã thở không ra hơi. Dừng tay Vừa nãy, cả đã trơ mắt nhìn động phủ của mình bị người ta phá hủy rồi, đâu có cơ hội động thủ mà bảo dừng tay, dựa theo tính tình nóng nảy sao động của gã, nếu đổi lại là người bên ngoài, Khẳng định là lão đã sớm tế ra hư ảnh đại thành, mang theo đạo binh vết ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng nóng nảy thì nóng nảy, vấn đề là toàn bộ Thiên Kiếm tông này vốn không có người nào đủ sức ra tay với nữ nhân kia. Thêm nữa là trong lòng Lưu Hưng Sơn rất rõ ràng, bất kể là tông chủ hay là đám trưởng lão khác, đều khó có thể trơ mắt nhìn trận đấu pháp này phát sinh. Địa vị của Tô Hồng tụ dù có cao đến đâu, ít nhất thì trước mắt nàng vẫn chỉ là một đạo tử. Và quả nhiên không ngoài dự liệu của gã, mấy vị trưởng lão bên ngoài kia vừa vội vàng chạy tới sau khi phát ra một tiếng quát lạnh lùng trong miệng đã hô tên lưu hưng sơn thân hình lại mơ hồ đứng vây quanh tô hồng tụ hồng tụ ngươi cũng phải bình tĩnh một chút có chuyện gì cũng phải thu hồng mông thiên binh lại trước rồi nói sao chứ tình hình như vậy từ rất nhiều năm trước đã từng xảy ra một lần rồi lúc đó lưu hưng sơn thật sự mất đi hơn nửa cái mạng tô hồng tụ thắng hiểm một chút nhưng cũng không dễ chịu mà nguyên nhân phát sinh trận đấu lần đó là Lưu Hưng Sơn trực tiếp xông lên khiêu khích địa vị đạo tử của nàng. Nói khó nghe một chút thì đó chính là trận đấu tranh giành Hợp Đạo Bảo Địa. Trải qua trận chiến ngày ấy, Lưu Hưng Sơn tuyệt đối không còn bất cứ cơ hội nào để nhận được truyền thừa Thiên Kiếm Bảo Địa nữa. Vì vậy, mấy vị trưởng lão cứ nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho một màn quen thuộc ngày ấy lại tái hiện ở Thiên Kiếm Tông, mấy vị trưởng lão đang dạy ta làm việc sao? Cô Hồng Tụ liếc mắt nhìn quanh, năm ngón tay nắm chặt chui kiếm, nương theo tiếng nói, lưỡi kiếm ôn nhuận lại lười biến nâng lên, chỉ sang bên cạnh. Khóe môi nàng có một nụ cười nhàn nhạt, thoáng nghiền ngẫm nói, các ngươi cũng muốn luyện tập một chút đúng không, mũi kiếm bạch ngọc kia chậm rãi đảo qua trên không trung, các vị trưởng lão bị nó chỉ đến đều theo bản năng khẽ nhíu mày, đồng thời tại đáy lòng cũng ùng ùng dâng lên cảm giác hốt hoảng muốn rút lui. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ hiện trường đều rơi vào bầu không khí lặng ngắt như tờ. Biến cố đột ngột phát sinh này quá mức kinh người, nó bao quát cả Thiên Kiếm đạo tử lẫn tám đại trưởng lão của tông môn, động tĩnh lớn như vậy, đừng nói là tu sĩ Thiên Kiếm Tông, ngay cả những thế lực được mời tới tham gia đại hội thất tử cũng không khỏi hoảng sợ vô cùng đây là có ý gì, Thiên Kiếm Tông nổi lên nội chiến sao? Thật ra thì chuyện đạo tử và trưởng lão không hợp nhau vốn là bình thường bởi vì hơn 90% tiên tông đều có phát sinh tình huống như vậy. Xét cho cùng, tất cả đều có cảnh giới bạch ngọc kinh, lại liên lụy đến tranh giành lợi ích quá lớn, nhưng để phát sinh tình huống hỗn loạn đến mức người người đều biết còn không có ý định che giấu như trước mắt lại tương đối hiếm thấy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.